Lễ hội khinh khí cầu dự kiến diễn ra cuối tháng năm này sẽ là điểm nhấn khởi đầu mùa du lịch hè tại khu du lịch quốc tế Tuần Châu. Lần đầu tiên được tổ chức, lễ hội quy tụ hàng chục khinh khí cầu các loại mang đến cho du khách trải nghiệm bay ngắm vịnh di sản độc đáo mới lạ. Tổ chức các lễ hội, festival để đón tới khoảng 300 đến 500 nghìn khách du lịch trong cái thời gian tổ chức lễ hội. Khinh khí cầu sẽ trở thành một trong những nét văn hóa du lịch nổi bật tới khách du lịch quốc tế chứ không chỉ là khách du lịch trong nước. Cùng với chú trọng nâng cấp cơ sở vật chất, dịp này nhiều sản phẩm trải nghiệm mới cũng được đưa vào khai thác tại khu du lịch quốc tế Tuần Châu, tăng thêm lựa chọn cho du khách. Du thuyền nhà hàng, sức chứa hàng trăm khách, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ 5 sao, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tổ chức sự kiện cho các đoàn khách lớn. Các đêm nhạc hát giữa kỳ quan, festival dù lượn động cơ hay thuyền buồm thể thao dành cho du khách ưa thích mạo hiểm có những trải nghiệm mới mẻ trên Vịnh Hạ Long. Công cụ tập trung được những thành viên và có quy mô chuyên nghiệp tại Việt Nam. Chúng tôi chào đón tất cả những cái du khách đến với Hạ Long mà có đam mê về thuyền buồm, đam mê trải nghiệm. Công bộ hướng đến xây dựng một cái sản phẩm chuyên nghiệp có tính chất hội nhập quốc tế và lan tỏa những hình ảnh Hạ Long với các bạn bè quốc tế được rộng rãi hơn. Không chỉ là các dịch vụ nhà hàng đẳng cấp, các trải nghiệm thăm vịnh ban ngày hay ban đêm, chúng tôi còn mang đến show diễn nghệ thuật đặc biệt, vũ điệu biển khơi kết hợp giữa nghệ thuật ánh sáng, vũ đạo và âm nhạc để tạo cho du khách ấn tượng sâu sắc về vùng đất di sản Hạ Long. Chuẩn bị cho mùa hè, bãi biển Tuần Châu được nâng cấp các khu vực check-in, trò chơi giải trí và các quầy dịch vụ phục vụ du khách. Chuỗi sự kiện lễ hội đường phố, biểu diễn nghệ thuật với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng trong mùa hè này cũng sẽ tạo không khí sôi động, thu hút du khách đến với Tuần Châu cả ngày lẫn đêm. Cũng đang chỉnh trang lại từ đầu đảo vào đến đảo và chúng tôi cũng đang chỉnh trang thêm một cái đảo nữa mới gọi là đảo Kim Cương. Thì hiện nay trên đảo Kim Cương của chúng tôi diện tích rộng khoảng tầm 5.000 m2. Thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị các cái mái dù cơ lăng, động cơ, cũng như là các cái vị trí chòi nấm, cũng như là các cái vị trí về quầy bar để tạo ra các cái điểm nhấn cho du khách khi đến với lại đảo Kim Cương. Nỗ lực chuẩn bị tốt nhất cho cao điểm du lịch hè với chuỗi sản phẩm mới, sự kiện du lịch sôi động hấp dẫn cùng chiến lược truyền thông quảng bá mạnh mẽ, du lịch Quảng Ninh phấn đấu đón khoảng 8 triệu lượt khách du lịch trong nước và quốc tế trong quý 2 và quý 3 năm nay.